CR7 hơi yếu sức mạnh ở thằng bảng tí này. Nào hãy xem là chơi full thì BB vắng BB trắng bao nhiêu nhá. BB trắng bao nhiêu cho nick này. Hai trăm tỷ. 217 à. Benzema thì bạn nói chung là tùy các bạn, bạn đá thấy cái thọt cái gì bạn nâng cái đấy thôi. Ui 111 ạ. À. Có bom luôn. Bom đầu tiên đấy này. Cái quan trọng nhất là anh em muốn đào tạo cái gì là do bạn đá thấy yếu cái gì chứ tôi nói thật tôi không biết bạn đá cái gì đâu. Tôi chỉ nói chung chung thế thôi. Diaz 23 T fake cộng 4. Nhưng bạn đá thì sao? Bạn đá kiểu khác đúng không? Ông thích đá tạt cánh lên đầu thì ông cho tánh đầu vào. Ông đá thằng đấy ông thấy mà chạy chậm nên cho tăng tốc độ, đơn giản mà. Chứ tôi biết các bạn đá như nào đâu. Bạn thấy yếu cái gì bạn tăng cái đấy cho tôi. Số tiền muốn làm mới chỉ mất 100.000 BP. Làm mới 2-3 lần không làm mới được nữa thì vãi nồi luôn. Chẳng chẽ nhà nghèo đến mức đấy á? Hả? Bạn nhà nghèo đến mức đấy à? Nghèo ơi là nghèo đấy cả. Nó không hiện làm mới nữa, vãi nồi. Hay là ông làm mới xong bấm nhận bố nó mất rồi. Hả? Ông làm mới xong bà bố bấm nhận hết mất rồi. Hết tiền à, vãi nồi. Nhà nghèo đến mức đấy luôn. Ông làm mới đừng có nhận cái gì hết. Ông làm mới đến khi nào ra TC ông cũng nhận cho tôi. Chính xác là một ngày cày phải 1 tỷ rồi. Mà ông chẳng nhẽ ông roll 100.000 BP và ông roll 3 lần hết. Làm sao được. Ôi phun lửa. Brazil, ôi Hà Lan CS là con gì. Là con ấy à. Thánh à, Thánh Johan 112, ôi có phôi rồi. Hiếu Hoàng không biết à. Bạn đâu đái cày mãi giờ được 2.000 TC à. Ôi phun lửa tiếp. Benzema, không phải. Sao lại Pháp, Simacan này. Simacan, ue lèo ấy, cộng 4 và bao nhiêu 12 tỷ. Làm mới nhiệm vụ hoàn thành thì nhận vẫn luôn được tiếp ạ. Làm mới nhiệm vụ hoàn thành là sao, chưa hiểu lắm. Vâng, quăng thưởng trần bởi vì không có trong danh sách đây. Ronaldo không nằm trong danh sách để cho bầu chọn bóng vàng. Gọi là danh sách cầu thủ xuất sắc nhất năm đấy. Xà lách kìa, ui. Trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất năm thì Ronaldo không được vào đấy nên là không được xuất hiện trong tỷ phách luôn. Ronaldo ở đấy quá cùi. Cùi vãi cả nhùi luôn. Quân Nguyễn đúng, nhận nhiệm vụ rồi đòi đổi mới làm sao được nó vãi nhá. Bài tập này kinh quá, bạn bật chứ không phá bài nhỉ. Cái thứ hai là một lần PC, một lần MC sai nhá. Về FC chỉ nhân đôi là về trên FC thôi, trên PC. Nó không có tác dụng dành cho bên MC. Còn cái đổi xó FC lấy quả rác thì là đổi 200 FC, 200 MC. Mặc quy nhốt 23 TI fake cộng 4. Ui, phun lửa. À, CB đó là con ấy rồi. Minze. Trung đinh đúng không? One B chỉ kém nhất là cái khoản đấy thôi. Tấn công, chứ còn về đối đầu 1-1 nó không sợ bất kỳ ai trên thế giới luôn. Nhưng nó lại không đá được trung vệ. Mặc dù cao 1m83. Nhưng còn đây về cái tư duy trung vệ kèm lắm. Nhưng để nó cho sang lệch sang biên đá hậu vệ cánh và sau đó đi leo dọc biên. Đi kèm những thằng chạy biên, ok. Min J22U cộng 3. Điện ta đã không đủ tư duy tấn công nó tối, đúng rồi. Về cái tư duy tấn công nói chung. Con gì đây? Ha lần à? À đâu, con này phải con ấy Haaland đâu, con này là Odega trời ơi, nhìn cứ tưởng là Na Uy nhưng mà lại CAM. Cùi. Nãy giờ nhìn thấy quả cờ Na Uy giật mình quá, phun lửa tiếp. Pháp ST. Đấy. Sao lại là Giroud? Cứ tưởng Benze, hóa ra là Zizou. Lại phun lửa, Tây Fake rồi. Tây Fake mà Pháp, CB. Upa 4 nha. Upa 4 thật. Rất nhiều phôi nhá. Quả sự kiện này cung cấp rất nhiều phôi. Phần dự đoán về C1. Soi kèo cho anh em. Xin trên 5 tỷ được rồi. Một trăm mười lại là với Hugo.
lại Hugo. Sanchez, Aiken. Mấy trước cũng Hugo, thế này cũng Hugo. Xin được trên 5 tỷ này. 111 và... À, 5 tỷ. Đúng 5 tỷ để ghi bom tôi búng. Nó hơn cho đúng 40 triệu rồi. Xin vào trên 5 tỷ cho hơn 40 triệu thật. Gaye. Pape Gaye. 22NG8. Gavarion LB và CB. Ừ, Gavar là từ cánh vào CB. Cờ gì Brazil này, CB. Militao. Dragon Bell nó chính xác đấy. Rồi còn cộng 2 nữa. Đấy, không cho cộng 4 nữa. Militao. Chiều nay không ai gửi nick em. Buổi chiều muốn lên review sự kiện phải có người gửi nick chứ. CB Pháp là con gì? Umtiti à? Ừ, chết rồi. À may quá phải Umtiti mà Rami cũng thế cả. Rami cũng là. Muốn lên live sự kiện phải có người gửi nick đúng không? Không ai gửi nick thì lên làm gì? Lên nhìn nhau à? Tân Hiếu đúng không? Nói chung là cứ nói về việc là thay đổi vị trí thì nhiều quá. Lại Pháp, GK, Areola thì còn được. Ờ, 38 tỷ, may quá, Areola, chỉ số 98. Như vậy gói này vẫn ổn hơn là gói TI nhé, TI kia toàn mười mấy tỷ đấy. Areola, UP, 8. Thôi, gói này xin là tầm trên 50 tỷ. Ngọc phải lấy phôi được rồi, thôi. Ai lấy chuẩn rồi. Chuẩn giá trị thì cứ tầm từ 40 tỷ trở lên. Không phải lo. Pháp CB. Hình như là vãi ran luôn. Vừa lấy vãi ran này cho CB vãi ran luôn. Đấy, 44 tỷ. Không được 50 tỷ. Nhưng con này có giá trị sử dụng. Để Băng Hải đi duy nhất để Băng Hải lại fan nhăm nhe pressing cũng được. Như vậy là top 70 MC sẽ không thể nào có được 50 tỷ trở lên mà buộc phải là 45 tỷ. 45 tỷ trở lên thấp nhất sẽ là có Veron. Veron với Matic các kiểu. 45 tỷ trở lên. Rồi, con này Sterling không. Mà là một thanh niên gọi là một tân binh. Một tân binh mới trong cái kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi đấy. Một là Mudrik này, rồi thì ông Fofana, à đâu nhầm Mudrik, rồi thì Badiashile. Rồi thì Enzo. João Felix đấy, có thể là cả João Felix cũng được. Có thể João Felix. Rồi gói này thì xin con cùi cùi thôi, không cần cao quá. Cùi cùi tầm 3 lắc thôi. 3 lắc Netvet với lại Benzema đấy, tầm tầm này thôi, tôi không dám cao đâu. Thấp thấp thôi. Đấy, tầm tầm này đây. À, trong 12 tháng qua à. CAM tôi xong rồi, lau giúp rồi. Sao lại là lau giúp, tôi không cần lau. Lau với cả giúp. Chỉ số rõ to. Nhưng là lở. Hàng của team hàng này team của team Ryan. Lead đâu rồi? Gullit, The League, Figo Balak. Gullit hình chữ R à? Hay là... chỗ nào nhỉ? Chữ G thì không có Gullit rồi. R, Gullit, Rút. À đây, Rút Gullit đây. Đây, cũng được. Nhìn thế được rồi. Duy Nam Son chắc chắn là có rồi. Son này vĩnh viễn có đây rồi. Con gì nào? Quốc tịch đó là... ừ, từ gần nhà! CM. Đừng bảo lại Xavi nữa nhá, lần trước Xavi rồi. Trời ơi, 500 tỷ. Hình như con này không bán được cơ. Được một nửa với những gì yêu cầu. Xavi Cap. Dạ đúng Tây Ban Nha tiền vệ. Nếu mà Tây Ban Nha nào ngon nhỉ? Trong hàng này Tây Ban Nha ngon có Ramos, Tây Ban Nha CB. Tây Ban Nha CB Ramos thì ngon. Ra Tây Ban Nha không thấy vui lắm. Ngoài ra mốt ra còn con nào ngon không Tây Ban Nha? Ra mốt mà cáp. Còn Tây Ban Nha còn con gì nữa nhỉ?
tiền vệ hết rồi, Tô Cõng không có, con này phôi thôi, con này phôi thôi. Công thần Barca toàn phôi, công nhận toàn hàng phôi thôi. Thiago bỏ sẵn rồi, không bao giờ có Thiago nhé, không bao giờ có Thiago và Hakimi, hai con lởm nhất bỏ rồi. Haaland, Bellingham cũng được, Benzema, De Bruyne, Mbappe, Messi. Và kiên Kaki bởi vì không có em. Nhiều bạn theo dõi có vẻ bị vấn đề hay sao ấy. Cái gói này chỉ định có 10 thôi. Trong 12 con TI thì 100% con Thiago bị bỏ ra, bạn vẫn còn hỏi về Thiago, chả hiểu kiểu gì cả. Tôi cần Ben, tôi cần Bú, tôi cần B, tôi cần Blan. Lan này. Tuyệt anh à, thôi sao Bèo lên ham rồi, vừa nói bảo Bèo cũng được, ra đúng Bèo luôn, mày cày ven đời. 120 tỷ, nhưng con hàng này đang cháy hàng. Bỏ Kevin đi vãi nồi. Một rick như vậy không phải ấy. Không phải Militao, là chính là Bèo Linh. Bé Linh Hâm, 23 TI xịn cộng 5, ra đúng bé. Nhiều thanh niên có vẻ như bị làm sao ấy. Trong TI xịn có 12 con, chỉ định 10 thì chắc chắn là Thiago không thể có, và chúng ta loại một con nữa ra thành top 10, thế thôi. Thế mà nhiều người vẫn còn hỏi, nó cũng không hiểu được. Chả hiểu kiểu gì. Thôi không sao. Làm con này bao nhiêu? Đấy, cháy hàng. Giá chuẩn của nó đang tầm 190 nhé. Bị lỗi đấy. Giá chuẩn tầm 190-200. Nhưng bị lỗi giá nên xuống còn 120-130. Con này để dùng được. Để dùng cũng được, để lên giá cũng được, hoặc chờ nó về Real nhỉ. Yeah, chờ về Real còn kinh nữa. Kiên Kaki em là chơi bao nhiêu tiền Kiên nhỉ? Nói tổng kết lại nào. 270 cộng với cái dàn này, con này bán chắc tầm 300 thôi. Con này 300, con này phải 200. Đấy. 300 với 200 với đống lau giúp lau dùng này thì lau giúp bán được. Con này bán cháy hàng luôn, ok. Như vậy nick này sao nào, tầm đống này vào là được tầm 600 tỷ này. 700 này. Tầm khoảng gần 800 tỷ. Gần 800 tỷ cho quả nick này. Số tiền bỏ ra là 7 triệu. À đúng, đống này còn chưa bán đấy chứ. Còn Minze, còn Pirlo, còn Group này ở thì tầm khoảng ấy. Gần 900. Chúng ta bán hết đống này đi thì gần 900 tỷ cho số tiền 7 triệu. Bốc 200 thấy sự quả mà, ok, thế để mở luôn cho Kiên. Con này về Real 300 tỷ luôn á, đúng. Hàng này mà về Real là phải hơn 300 tỷ. Bởi vì tiền vệ Real đợt này đang hơi thọt. Dùng Modric với Kroos nó hơi yếu. Mà có con này cái đá tiền vệ Real mà dạng kiểu mùa đương đại thì con này ngon. Tuyền đang không ơi. Tất cả những phần còn lại để cho chủ tài khoản tự nghịch nhé. Để chủ tài khoản tự nghịch thôi.